Hello các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Cua Vlog 61. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng 91 Lê Hồng Phong, Dĩ An, Bình Dương. Cửa hàng này tên là Xe Máy Nhập Khẩu Sủng Sài Gòn. Còn bạn nào mà ở khu vực Tân Uyên thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở bên góc màn hình, là có chi nhánh là ở kế bên đường Cư Xá Hưng Lợi 2, Uyên Hưng 42, Tân Uyên, Bình Dương ha. Đấy, thì bạn nào mà muốn mua xe thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên góc màn hình nha, hay là dưới phần mô tả video mình có để số điện thoại của từng chi nhánh một. Và sắp tới thì bên mình sẽ mở một chi nhánh, hôm bữa mình nói nhầm là ở bên Lái Thiêu, bạn nó gần gần Lái Thiêu thôi, nhưng mà thực chất là nó hướng ở bên đường ngay gần Hóc Môn á. Thì anh em nào mà gần đó thì có thể liên hệ mua được ha. Đây, thì hiện tại thì giá của thằng Sonic này cũng không nói quá nhiều, giá đang rất là tốt các bạn, giá đang rất là tốt. Bởi vì nó bây giờ nó đã gọi là hết thời rồi. Hiện tại bây giờ ra đường thì thấy anh em đi Winner V3 thì rất là nhiều, hoặc là F155 chứ những cái xe như là Raider, Sonic, Sachi hiện tại thì bây giờ thấy anh em đi khá là ít, tại vì tai nạn quá nhiều, đặc biệt là Raider với Sachi tai nạn quá nhiều. Nên là nhiều anh em với lại gia đình thì nó kiểu không thích cho con mình đi những cái dòng xe Raider, Sachi, Sonic như thế này. Hiện tại bây giờ nó đang hết thời thật sự luôn, gọi là hết thời thật sự luôn các bạn. Ở đó ít người ra đây mà hỏi mua những xe này. Rồi, thì bây giờ á mình sẽ quay tổng thể cho các bạn xem và báo giá cái dòng xe Sonic ngay tại thời điểm là tháng 4 này luôn ha. Cho các bạn xem những cái phiên bản như là mâm độ bên mình nè. Đấy, mâm này màu vàng đồng rất là đẹp luôn nha các bạn. Mâm 2, 4, 6 cây, mâm 6 cây. Mình phải nói là những cái gặp mâm mà 6 cây như thế này các bạn ha. Mâm 6 cây này từ gắn Wenfa, Sirius hay là gắn những cái xe như Raider, Sachi, Sonic nọ kiểu. Nói chung là mâm 6 cây màu vàng đồng này mình thấy là rất rất nhiều anh em độ lên, màu vàng đồng hoặc màu bạc là anh em độ lên rất là nhiều, tại vì nhìn nó rất là đẹp và hài hòa luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay tổng thể chiếc xe cho các bạn xem. Và chiếc xe Sonic độ này, bạn nào mà thích cái con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại bên góc màn hình. Tại vì mình thấy màu này các bạn, nó là một màu xám xanh xi măng, nhưng mà nó lên màu rất là hài hòa với nhau, từ cái nước sơn nó không có bị gọi là bị trẻ trâu mà không bị ngé nữa. Nói chung là nhìn nó rất là đầm, rất là bình thường, và thêm cặp mâm màu vàng đồng nữa, nhìn nó xe rất là đẹp. Bạn nào không thích màu vàng đồng này thì các bạn có thể lấy cặp mâm zin của nó về các bạn đi, màu đỏ, màu đen gì đó, hoặc là anh em có thể đi màu bạc cũng được, đi cặp mâm nhu hơn thì màu bạc là được, nhưng mà thấy màu vàng đồng này nó còn nổi cho chiếc xe rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào soi từng chi tiết của chiếc xe và báo giá cho các bạn, cũng như là trả góp và trả như thế nào ha các bạn. Đi thôi. Rồi, đây trước mặt các bạn đây là chiếc Sonic nha các bạn. Đây là một cái màu gọi là màu xanh xi măng, và mình phối cho nó một cái màu vàng lên làm cho chiếc xe nó không bị chìm, rất là đẹp luôn, anh em có thể xem trên màn hình nha. Đấy, từng đường nét chi tiết, tất cả tem ở đây là sơn 3D trực tiếp luôn nha. Và khi mua xe mà sơn độ như thế này á thì bên cửa hàng mình sẽ ra cà vẹt theo cái màu sơn của nó là màu xi măng này cho các bạn luôn, nên là các bạn cứ yên tâm vào cái việc mà giấy tờ hợp lệ hợp lý đi ngoài đường. Đó, các bạn nào á, anh em nào mà muốn độ xe, sơn xe theo yêu cầu, theo màu sơn, theo kiểu tem nào á, thì có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại ở bên góc phải màn hình. Lúc đó thì hoặc là các bạn lên trực tiếp cửa hàng bên mình. Đấy, các bạn cứ đưa mẫu ra thì bên mình sẽ sơn trực tiếp cho các bạn ha. Rồi, thì không dài dòng tốn giấy nữa, anh em có thể nghe giá ngay tại thời điểm này. Đây là thời điểm tháng 4, đầu tháng 4 nha. Giá của dòng xe Sonic ngay tại thời điểm đầu tháng 4 này, đối với phiên bản mà màu đen đỏ, nó sẽ có mức giá là 56.500.000 đồng. Nhưng mà mình sẽ giảm cho anh em 1.000.000 đồng, còn 55.500.000. Khi mà anh em xem kênh YouTube của Vlog 61 thì nó chỉ còn là 55.500.000 thôi. Còn đối với phiên bản mà màu trắng đỏ thì sẽ có mức giá là 58.500.000. Nhưng anh em xem kênh YouTube của Vlog 61 mình vẫn giảm cho anh em là 1.000.000 đồng, tức là 57.500.000. Khi nào anh em tới cửa hàng mình mua xe, cứ nói là xem kênh YouTube của Vlog 61 thì bên cửa hàng mình sẽ giảm cho anh em 1.000.000 ha. 55.500.000 và 57.500.000. Còn một số cửa hàng nào mà báo giá cho tất cả các bạn là 52.000.000, 54.000.000 thì giá đó là chưa bao gồm thuế VAT nha anh em. Nên là những cửa hàng đó chỉ báo giá thôi, chứ không bao giờ mở cái miệng ra nói bên cửa hàng mình đã báo giá bao gồm thuế VAT rồi. Ở phần cái gù nè, anh em thấy không? Cái gù này nhiều anh em gắn cái gù CNC của SH 2021 vào để đi, tại vì cái gù SH nó nặng, nó xịn, nhưng mà giá thành nó rẻ, giúp cho tay lái của mình nó đầm, nên là anh em thích đi gù SH lắm. Đấy, rồi tiếp theo nè, cái vấn đề mà giá xe 52, 54 triệu á là chưa bao gồm thuế VAT, còn bên cửa hàng của mình đã bao gồm thuế VAT rồi.
Nếu như mà những cái giá xe như 52 triệu một chiếc đối với phiên bản màu đỏ đen là 52 triệu đồng, khi mà các bạn rao thuế VAT 10% nữa là 5 triệu 2 nữa, cộng với 52 triệu thì tất cả là 57 triệu mấy trăm. Đấy, nên là anh em phải lưu ý vấn đề đó nha. Tới đó là 57 triệu mấy là thấy mắc hơn mình là 2 triệu rồi đó. Nên là anh em lưu ý những cái vấn đề khi mua xe. Còn những cái giá tiền, giá lăn bánh á, thì khi mà các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn ha. Rồi đây là cái phần mâm. Đây là cái phần mâm mà gọi là Tubulet 6 cây. Anh em nào mà đi mâm này thì mình sẽ bán cho anh em với mức giá là 3 triệu một cặp. Còn nếu như anh em mà đổi với cái mâm riêng của anh em á, thì giá của nó là 2 triệu rưỡi một cặp. Anh em nhớ nha, 2 triệu rưỡi một cặp. Anh em thấy màu vàng đồng này đẹp không? Cực kỳ đẹp, rất là nét. Mình thiếu, nếu là mình thì mình sẽ không đi mâm màu vàng đồng này, mà mình sẽ đi cái mâm màu bạc cho nó đẹp chiếc xe. Đấy, còn chiếc xe nào mà lên màu sơn đội như thế này thì anh em cộng cho mình là 2 triệu rưỡi tiền màu sơn. Trong đó mình sẽ thay đổi cái màu sơn trên cà vẹt cho anh em luôn. Anh em lưu ý những chỗ cửa hàng khác như là kêu anh em là 1 triệu rưỡi hay là 2 triệu tiền màu sơn là người ta vẫn chưa có làm màu sơn trên cà vẹt cho anh em. Lúc mà anh em mua xe xong chốt cái giá đó thì người ta sẽ hỏi anh em một câu là anh có muốn là thay đổi màu sơn trên cà vẹt hay là không. Lúc đó là anh em dính chưởng liền, nó nói bao nhiêu là anh em cũng phải trả tiền hết. Tại vì mình đã chốt mình mua con này với cái màu sơn này rồi, mà mình không ra cái giấy tờ mà theo cái màu sơn này thì anh em bắt buộc phải ra thôi ha. Đấy, nên là một số cái lưu ý mình nhắc cho anh em để khi anh em mua xe thì tránh những cái cửa hàng không uy tín đó, người ta lợi dụng và người ta lừa đảo anh em ha. Còn vấn đề trả góp thì cũng đơn giản thôi anh em à. Chỉ cần đưa trước cho mình khoảng tầm là 10 triệu. Thí dụ chiếc xe này là 55 triệu ha, 55 triệu rưỡi. Lăn bánh thêm khoảng là 2 triệu nữa là 57 triệu rưỡi. Thì anh em đưa trước cho mình 10 triệu là thấp nhất nha, 10 triệu là thấp nhất rồi. Còn 30% thì anh em sẽ có mức lãi suất cực kỳ ok luôn. 30% của 57 triệu rưỡi là khoảng tầm 15 tới 18 triệu. Anh em có thể tự tính ha. Thì anh em có thể mua xem với mức giá 15-18 triệu. Giá cực kỳ ưu đãi và lãi cũng cực kỳ ngon luôn. Còn 50% tổng giá trị chiếc xe anh em chắc chắn sẽ được mang cả về gốc về. Nhưng mà cái lãi nó sẽ nhỉnh hơn so với 30%. Ok ha. Rồi, thì đó là một số thông tin để cho anh em có thể nắm giá xe ngay tại thời điểm tháng 4 này. Nếu như anh em có thắc mắc vấn đề gì thì hãy móc điện thoại ra ngay, liên hệ với mình qua số điện thoại ở bên góc phải màn hình. Lúc đó mình sẽ tư vấn chi tiết cho anh em nha. Đồ chơi xe bên mình thoải mái. Anh em nào muốn đồ chơi này nọ kiểu ở xa muốn ship code thì anh em cứ lên dưới phần mô tả video của mình á, thì mình có một cái địa chỉ cửa hàng đồ chơi xe xỉ lẻ cho anh em luôn ha. Xỉ lẻ luôn anh em nha. Rồi, cái địa chỉ cửa hàng đó mình cũng có một cái fanpage nữa luôn, là đồ chơi xe Asiro, phụ tùng xe máy Asiro. Anh em nào mà muốn mua thì cứ thể liên hệ nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc các bạn có một buổi tối xem video thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.